hiến tạng, một việc làm rất nhân văn nhưng không nhiều người can đảm để làm được điều này. Tuy nhiên, có một nữ sinh báo chí đã rất can đảm đưa ra quyết định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Đó là bạn Nguyễn Thị Giang ở thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu. Hiện nay Giang đang là sinh viên năm cuối trường học viện báo chí và tuyên truyền. Với một suy nghĩ rất đơn giản, thay vì để cơ thể hóa cát bụi thì tại sao không để lại điều gì đó cho cuộc sống này, ít nhất là cho một số người thực sự cần nó. Giang đã vận động gia đình đồng ý để em đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Với Giang, làm được điều gì tốt cho ai đó cũng chính là cách mang lại niềm vui và năng lượng sống cho chính bản thân mình. Mỗi ngày ở Việt Nam có hàng ngàn người bệnh đang mỏi mòn chờ ghép tạng, nhưng rất ít người trong số họ có cơ may đó vì người hiến rất khan hiếm. Do đó, cứu giúp người bằng cách đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời là một việc làm rất nhân văn.